Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học vần âm. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ở mờ âm. Âm. Nờ âm năm sắc nấm. Nấm. Nấm mối. Nấm mối. Ở mờ âm. Âm. Cờ âm câm hỏi cẩm. Cẩm. Thổ cẩm. Thổ cẩm. Ở mờ âm. Âm. Sờ âm sâm. Sâm. Củ sâm. Củ sâm. Ở mờ âm. Âm. Sờ âm sâm sắc sấm. Sấm. Sấm chớp. Sấm chớp. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!